Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện khá thú vị như tiêu đề của bản tin này. Gần đây, có lẽ là nhân dịp kỷ niệm ngày nổ ra xung đột Việt Trung 17 tháng 2 năm 79, trên trang Quora.com, một trang mạng hỏi đáp có thành viên đến từ nhiều quốc gia tham gia, xuất hiện một câu hỏi rằng liệu Trung Quốc có xem thường Việt Nam không? Theo giới thiệu của trang mạng, thì tác giả câu hỏi này là một nickname tiếng Việt. Câu hỏi được nêu ra như sau. Liệu Trung Quốc có xem thường Việt Nam? Trên Internet Trung Quốc, tôi thường thấy nhiều bình luận xấu về Việt Nam từ Trung Quốc. Như Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, xấu xa. Vậy chúng ta hãy thử xem những người Trung Quốc, người phương Tây, họ nói ra sao về câu hỏi này. Người đầu tiên trả lời là một người giấu tên, viết hôm 17 tháng 2. Người này viết, Trung Quốc là một quốc gia phân biệt chủng tộc một cách nguy hiểm. Một là họ tẩy não dân của họ để nghĩ rằng toàn bộ khu vực châu Á vốn là của Trung Quốc và họ đã bị mất nó trong giai đoạn bị phương Tây sâu xé. Hai là sự cố gần đây của hãng Chinese Airlines, nơi mà khách du lịch Trung Quốc được hướng dẫn tránh xa người da đen và người Pakistan tại Anh, trong khi Pakistan coi Trung Quốc như anh em thân thiết. Trung Quốc cơ bản là như nước Đức những năm 40 đang chờ xảy ra chuyện bộ não bị tẩy về tính yêu việt của văn hóa Hán và nỗi ám ảnh về thế kỷ bị làm nhục. Điều đó tương tự một cách kỳ lạ với nước Đức năm 1940, khi mà họ đề dưỡng thuyết không gian sinh tồn và tự cảm thấy bị sỉ nhục về sự thất bại trong thế chiến thứ nhất. Cũng ngày 17 tháng 2, một thành viên có nick là Joey ở Thượng Hải viết như sau. Tôi không nghĩ rằng xem thường là một từ thích hợp để mô tả cách Trung Quốc nhìn Việt Nam. Khi Trung Quốc bình luận Việt Nam là nghèo nàn lạc hậu, chúng tôi chỉ nói ra sự thật khách quan. Nó cũng giống như khi chúng tôi nói một số tỉnh chưa phát triển ở Trung Quốc là nghèo nàn lạc hậu khi so với Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Trung Quốc không thích Việt Nam, chủ yếu vì có một số cuộc xung đột chính trị trong lịch sử. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng từ thù địch, chứ không phải là xem thường khi mô tả cách Trung Quốc đối xử với Việt Nam. Cũng trong ngày 17 tháng 2, một thành viên có nick là Stephen Godfrey, không rõ quốc tịch, viết rằng Xét cho cùng, Việt Nam là một nước chư hầu của Trung Quốc 1.000 năm cho đến khi bị đặt dưới sự chiếm đóng của Pháp vào thập niên 1880. Tôi đã đọc một trả lời chỉ rõ bao nhiêu hồng quân Trung Quốc tham gia vào cuộc xung đột Việt Nam từ 1964 đến 1975. Nhưng tôi tin rằng điều đó là một câu chuyện được kể lại chỉ từ quan điểm của họ. Các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam đã xác định gần gũi liên xô hơn là Trung Quốc đây là một bản năng sinh tồn, không muốn bị lệ thuộc hoặc dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, hoặc một ảnh hưởng ngay lập tức trở lại. Như một ví dụ, chúng tôi đã bắt được một loạt các súng trường SKS theo kiểu Trung Quốc, nhưng chúng được chế tạo ở tiệp khắc. Tôi nghĩ rằng đó là một minh họa tốt. Phản bác lại ý kiến của người dấu tên ở trên, người có nick Lin Chia ở Trung Quốc hôm 17 tháng 2 viết Người vô danh đó là một người Ấn Độ đùa cợt lỗ bịch có hai điểm một là trung quốc không xem thường việt nam bởi vì hầu hết người dân trung quốc không có ý tưởng gì về việt nam bạn không xem thường một cái gì đó mà bạn thậm chí không nhận ra sự tồn tại của nó bạn có thể hỏi một câu tương tự như liệu việt nam có xem thường uruguay không vấn đề là liệu người việt nam có thể tìm thấy uruguay trên bản đồ không hai là câu nói tôi thường nhìn thấy rất nhiều ý kiến xấu về việt nam từ trung quốc việt nam là nghèo nàn lạc hậu và xấu xa đây là điều khá ngu ngốc. Bạn không thực sự nghiêm túc bình luận phải không? Nếu bạn lên YouTube và Reddit và kiểm tra các bình luận dưới các chủ đề chính trị, bạn có thể có ấn tượng rằng cả thế giới đều phân biệt chủng tộc và thế chiến thứ ba đã bắt đầu. Tại sao bạn quan tâm ý kiến trực tuyến? Với bất kỳ điều gì, người Trung Quốc và người hồi giáo là những nạn nhân lớn nhất của tất cả các loại bình luận phân biệt chủng tộc trực tuyến. Bạn có nghĩ như thế không? Sau ngày 18 tháng 2, lại một người Trung Quốc. Với nickname là Ching Ching Xia, trả lời bình luận của người giấu tên như sau: Chào anh chàng vô danh. Tại sao anh bạn không hiển thị khuôn mặt của mình trên comment? Nếu như bạn tự tin với lý thuyết của mình rằng tất cả người Trung Quốc đang muốn trở thành ác quỷ phát xít, có lẽ đó là sự hèn nhát nhất trên Quora khi bạn để ẩn danh và vô hiệu hóa tính năng bình luận trong khi nói xấu về người khác. Trở lại câu hỏi chủ đề, đúng, bạn thực sự có thể tìm thấy rất nhiều ý kiến xấu về Việt Nam trên internet của trung quốc nhưng tôi bảo đảm với bạn rằng chúng không thể gần xấu bằng những bình luận về trung quốc mà bạn có thể nhìn thấy trên internet việt nam trung quốc nói chung xem thường việt nam vì đất nước nghèo nàn lạc hậu và nhiều lần đối địch với trung quốc đúng và tôi không muốn phủ nhận thực tế này nhưng tôi cá việt nam nói chung cũng xem thường người lào và người campuchia đây là vấn đề bản chất con người khi mà kẻ mạnh luôn khinh kẻ yếu tuy nhiên miễn là bạn xuất hiện hợp lý và tránh những chủ đề tranh cãi, hầu hết người Trung Quốc sẽ thân thiện với bạn. Tôi có những người bạn Việt Nam và tôi thấy người Việt đã được tôn trọng và hoan nghênh trên internet Trung Quốc với những câu hỏi liên quan đến du lịch hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, nếu ý định của bạn là đối đầu và chỉ tập trung vào các chủ đề tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc thì điều duy nhất bạn tìm được là các ý kiến xấu về Việt Nam. Sau tất cả, bạn không thể tìm thấy một con thiên nga trong một cái đầm lầy. Cùng ngày 18 tháng 2, một thành viên của Nick, Thomas Muselman viết Tôi nghi ngờ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cho phép một cuộc thăm dò công dân nước họ để tìm hiểu quan điểm hiện thời. Văn hóa truyền thống Trung Hoa đã xem Trung Quốc là trung tâm thế giới. Quan điểm thiên triều của họ với mức độ khác nhau trong một vòng tròn mà Trung Quốc là tâm. Việt Nam nằm trên vòng tròn gần tâm nhất. Họ có lý do để lo lắng rằng Việt Nam sẽ liên minh với Mỹ cho phép hải quân Mỹ sử dụng cảng hoặc tăng cường quan hệ thương mại với chi phí của Trung Quốc Hoặc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Trung Quốc Vì thế Có động cơ để khuấy động lên sự tức giận của dân chúng chống Việt Nam Khi họ nghĩ có những điều này có thể xảy ra Vì thế Họ có động cơ Để khuấy động lên sự tức giận của dân chúng Chống Việt Nam Khi họ nghĩ những điều này có thể xảy ra Tiếp đó Một người có nick là Daylon Chan Nói ngắn gọn Trên Internet Trung Quốc Bạn có thể thấy Trung Quốc xem thưởng mọi quốc gia một người có nick là Clint Lee, làm việc tại Bắc California hôm 18 tháng 2 viết: Từ quan điểm lịch sử, Trung Quốc quay thường tất cả mọi người. Mọi người là man dợ, chỉ có Trung Quốc là trung tâm của vũ trụ. Thế kỷ 19 và 20, họ trải qua kinh nghiệm thấp kém. Bước vào thế kỷ 21, Trung Quốc có xu hướng nhìn mọi người như đối tác thương mại hoặc đối thủ thương mại. Những gì bạn nói cũng là cách phương Tây nhìn Trung Quốc. Nhưng hãy nhớ, không có ai có thể làm cho một dân tộc thấp kém chỉ có chính người dân và chính phủ của họ có thể làm điều đó. Người của Nick, Sang Quế Thắng, sống tại Bắc Kinh hôm 18 tháng 2 viết Nếu bạn muốn nói đến người dân, thì một số có thể, một số khác không như vậy. Nói rằng Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, thậm chí chỉ 1% dân số có ý nghĩ đó, thì cũng có nghĩa là 14 triệu người. Nếu bạn hỏi là chính phủ, thì điều đó vượt ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi đoán họ không thế, bởi vì Việt Nam quá gần Trung Quốc càng gần càng quan trọng. Nếu câu hỏi của bạn hỏi riêng cá nhân tôi, thì câu trả lời của tôi là tiêu cực. Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản là các nước có nền văn hóa tương tự và con người cũng tương đồng với Trung Quốc. Xem thường họ có nghĩa là xem thường chính chúng ta. Đó không phải điều khôn ngoan. Sau đó, người có nick lên quán tự giới thiệu là ở tại cao đẳng Dartmouth viết Nó có thể tương tự các tình huống kinh tế nhưng người Trung Quốc không xem thường Việt Nam như cách Hoa Kỳ nhìn Mexico. Các giá trị giáo dục cốt lõi cho mọi trẻ em Trung Quốc là có nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau trên thế giới. Một số có thể rất khác chúng ta và họ có nơi cư trú cùng văn hóa riêng. Một số có thể thân thiện hoặc không, nhưng điều đó được chứng minh là thường xuyên thay đổi. Trên trái đất, ở một số nơi, mọi trẻ em được dạy rằng trái đất được tạo ra trong 7 ngày và Chúa tể đấng cứu thế của bạn là một người da trắng. Tất nhiên, trẻ em Trung Quốc được dạy để yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó nói lên rằng hầu hết người Trung Quốc, trong đó có trên 95% trong số những người bạn bè của tôi, xem Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ người dân và văn hóa riêng như bất kỳ quốc gia nào khác. Không có sự khác biệt nào trong cách chúng tôi nhìn người Việt Nam hay Mỹ, Kazakhstan hay các quốc gia Đông Phi. Đến gần đây nhất, ngày 20 tháng 2, một người có nickname là Direct có lẽ là người Trung Quốc biết rằng Đối với người Trung Quốc bình thường Ấn tượng về Việt Nam xuất phát từ hai điều Một là sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam Và hai là các cô dâu Việt Nhiều người xem Việt Nam tương đồng văn hóa với Trung Quốc Và coi Việt Nam là một nước nghèo nàn lạc hậu Những người thuộc chủ nghĩa dân tộc cực đoan Thậm chí coi Việt Nam là một kẻ thù thiếu kiến thức Các tin tức mới nhất về Việt Nam ở Trung Quốc có thể là Thứ nhất là tranh chấp Biển Đông Thứ hai là biên phòng Việt Nam đánh du khách Trung Quốc Dư luận công khai Trung Quốc không thực sự coi Việt Nam là điều nghiêm trọng, nhưng nói chung, họ có một ấn tượng xấu về Việt Nam. Việt Nam là một nước lệ thuộc Trung Quốc nhiều thế kỷ. Thái độ của Trung Quốc có thể giống như cách người Anh nhìn Iceland là vùng lệ thuộc trong thế kỷ 20. Các fan hâm mộ quân sự đều cười với cuộc chiến tranh Trung Việt khi cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Họ nghĩ rằng đối thủ đã nói dối sau khi đã bị đánh bại. Tuy nhiên, người Việt thực sự cũng đã gây đau khổ cho quân đội Trung Quốc các bạn thân mến, trên đây là những thảo luận của các cư dân mạng đến từ nhiều nước, trong đó có nhiều người Trung Quốc. ở đây, tuấn tượng với câu nói của người con Nick Trinh Trinh Xia rằng trên mạng Trung Quốc có những ý kiến khinh thường Việt Nam, nhưng anh ta cá rằng có thể tìm được vô khối những bình luận của người Việt khinh thường người Lào, người Campuchia. điều này tôi công nhận là đúng. trên các bản tin của viên youtuber làm về Lào và Campuchia, tôi đã bắt gặp nhiều bình luận với giọng điệu quay khinh hai nước này. ngay bản thân người dân nước ta, vốn từ hàng ngàn năm chịu khổ sở vì sự hống hách nước lớn của trung quốc nhưng với những nước nhỏ hơn nghèo nàn yếu kém hơn nhiều người trong chúng ta lại giữ con mắt kẻ mạnh coi thường họ đây có lẽ là điều chúng ta nên suy nghĩ lại chăng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi xin chào tạm biệt